thất bại bị phá vỡ chuỗi bất bại Bryce Mitchell. Michelle muốn giải nghị ngay lập tức, dường như cú sốc mất đi chuỗi bất bại của Bryce Mitchell trước Lea Tohu. Topuria trong cả hai hiệp đấu. Anh cũng hoàn toàn lép về trước khả năng ra đòn tay uy lực của đối phương trước khi bị kết liễu. Điều bất ngờ hơn chính là việc sau trận thứ mà tôi dành thời gian mỗi ngày nữa. Tuyên bố của Michelle có thể khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi dù có thua trận trước Topuria, tay đấm đến từ vùng Arkansas vẫn có sĩ hạng Featherweight UFC. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ tin tức thể thao UFC. Bấm theo dõi để